châu nhau vẫn phải xem show của Nhật Bản. Trong bốn món đồ này, có một thứ có thể ăn được. Thứ đầu tiên xuất hiện là son. Mặc dù nhìn có vẻ rất ngon, nhưng cái xuất hiện đầu tiên là đã là món tráng miệng thì hơi dễ quá thì phải. Dù là không ăn được nhưng chọn nó đem tặng cho con gái cũng không tồi. Cái thứ hai là dao cạo râu, ăn vào ít nhiều cũng nguy hiểm. Em gái xinh không dám chọn cái này. Tiếp theo là bông ngoáy tai, nhìn thì giống như một thanh sô cô la với kẹo đường. Trước sự do dự của cô gái nhỏ này, nó đã đi lướt qua luôn rồi. Cuối cùng là sự xuất hiện của bộ răng giả, vì nó trông quá chân thực, dù nó là sô cô la thật thì cũng không muốn ăn. Cô gái nhỏ này không có sự lựa chọn nào, đành bất lực nhấn chọn. Rốt cục là cái nào có thể ăn đây? Anh tóc xoăn sẽ đến kiểm chứng. Được rồi, anh tóc xoăn đã biểu diễn một màn ăn son. Tiếp theo mời chứng kiến cô gái này ăn răng giả. Cha cha, lần này cô gái nhỏ ăn may chiến thắng rồi. Tiếp theo là tập hợp các vật dụng công trường. Đầu tiên là bàn trà gỗ, các tuyển thủ hoàn toàn không cảm thấy có hứng thú. Tiếp theo là một khối bê tông, trông cũng khá giống một cái bánh. Anh thông minh quyết định ra tay. Tiếp đến là sự xuất hiện của một đôi ủng. Cô gái nhìn lại nhìn, thật sự là không dám nuốt nó. Không ngờ rằng, tiếp theo chỉ còn xi măng thôi. Thế này thì không chọn cũng phải chọn thôi. Có điều theo thói quen của nhóm chương trình, phi chất rắn đa phần là món tráng miệng. Vì vậy những thứ này không khiến mọi người nhập viện đâu. Áo đỏ tự tin lựa chọn nó. Vậy thì vất cả cho răng của anh thông minh rồi. Nghe âm thanh này răng của mình đã thấy đau rồi. Anh thông minh này hy sinh vì nghệ thuật, thật vì hiệu quả chương trình mà cái gì cũng dám cắn. Tiếp theo áo đỏ sẽ nếm thử xi măng. Không những xi măng có thể ăn được, mà cả bay xây cũng siêu ngọt. Lại là một ngày đáng ghen tị của mỹ nhân rồi. Tiếp theo nhóm chương trình lại đưa ra thử thách khác. Chủ đề lần này là các phế phẩm. Nếu chọn sai bạn sẽ phải tiếp xúc với vi khuẩn. Đầu tiên là cái nồi mà bà tôi cũng phải ghét bỏ. Nhìn vết bẩn này, chắc hẳn có nhiều cặn bã thức ăn ở đây. Các tuyển thủ không dám ra tay. Không ngờ cái tiếp theo còn bẩn hơn, là một chiếc cánh quạt đầy dầu mỡ. Anh chàng Zorio này dứt khoát ra tay, làm cho anh trai đầu hói kia hết sức bối rối. Khẩu vị của anh thật nặng đó. Không ngờ, chiến lược của anh có dâu là lại lựa chọn thứ bẩn nhất vì không tin tổ chương trình ác thế. Tiếp theo là vòi nước. Cái này trông khá mới, anh đầu chọc lập tức ra tay. Cuối cùng là bóng đèn phủ đầy cho bụi. Những cho bụi phủ trên đó quá là chân thực. Rốt cục là cái nào có thể ăn? Trước tiên anh chàng Zorio kia phải thưởng thức cánh quạt. Đội ngũ chương trình cũng coi như còn chút lương tâm. Anh chàng Zorio này chưa nếm thử đã bị phun khói rồi. Vậy vòi nước có thể ăn không? Trai đầu chọc thật thông minh. Tập tiếp theo chương trình sẽ bày trò gì đây? Các bạn xem tiếp nhá. Chà chà, chương trình của Nhật Bản cứ phải gọi là đỉnh. Trong ngôi nhà nhỏ này, chỉ có một đồ vật có thể ăn được. Anh tóc rừng đi thẳng đến cái đèn. Quả nhiên vẫn sơ suất quá. Nhóm chương trình sẽ để đồ dễ tìm vậy ư? Ông lão không nói gì, cầm lấy ngón tay của nữ diễn viên cắn một cái. Mặt của NPC nữ hiện rõ sự phản kháng. Không ngờ rằng đề bài bị ông già đoán trúng thật. Móng tay thì ra được làm bằng đường. Chốc lát, không biết là ông chú tinh danh hay là nhóm chương trình tinh danh nữa, lần này đổi lại để ông chú làm NPC. Không thể không nói, sự tập trung của ông chú thật sự là đỉnh đấy. Phải duy trì tư thế cầm cờ. Rốt cục thứ được làm giả bằng sô-cô-la là gì? Người anh em đeo kính đã quen với chiêu trò của chương trình. Anh cắn chân bàn một cái. Hình như mẹ mất cái răng rồi. Đề nghị nhóm thực hiện chương trình hợp tác với bệnh viện nha khoa. Bà chị xác định chiếc khăn trong túi người chú. Nhìn vào đôi mắt nhỏ kiêu ngạo của ông chú, sợ rằng bà chị này gặp xui xẻo rồi. Chẳng lẽ lại là ấm trà? Đáp án vẫn nên để ông chú tự mình công bố thôi. Ông chú không hổ danh là người chơi vàng. Lần này nhóm dẫn chương trình bỏ không ít vốn. Một phát có cả 3 NPC. Dựa theo kinh nghiệm từ vòng trước, tôi nhìn cậu trai trốn sau cánh cửa. Cái nơ trên áo giống Conan của anh ấy trông giống giả phết. Đầu tiên anh Mập quyết định chọn chiếc điện thoại. Đoán sai rồi, đây là chiếc điện thoại. Sự vội vàng của anh Mập đã giúp mọi người loại được một đáp án sai. Anh Gầy quyết định chọn gối dựa. Cắn một miếng, mọi người đều kinh ngạc. Sao lại kết thúc nhanh như vậy? Bởi vì kết thúc quá nhanh, chúng ta vẫn chưa kịp kiểu vấn đề. Quá trình tìm ra chiếc gối dựa này quá tẻ nhạt rồi. Bên ngoài là lớp vỏ sô cô la đỏ, để tạo cảm giác như da thật. Họ còn ép lớp vỏ ngoài thành hình vân thế này, bọc lên chiếc bánh kem mềm, sau đó điền sô cô la trắng thành vết chỉ khâu. Chi tiết y như thật luôn.
ăn một miếng này chắc bằng cả một tháng lương. Khung cảnh lần này trông có vẻ đơn giản, tổ chương trình nghịch ngợm cho họ rất nhiều lựa chọn khó nhằn. Sợ rằng mọi người sẽ không đoán được tổ chương trình còn chu đáp nhắc nhở. Đáp án là một trong 6 món đồ ở đây. Các bạn có thể tạm dừng để đoán, cái nào có thể ăn được. Tôi đặt cược vào NPC đang bất động bên cạnh. Anh trai tóc ngắn sau vài lần quan sát, đã tập trung vào kết cấu không đồng đều của chiếc tủ. Lớp trên cùng được làm bằng các lát bánh gạo, là như thế nào vậy? Rất ngon, anh ta phát ra âm thanh lại phải đến gặp nha khoa rồi. Anh trai áo sơ mi kẻ sọc là chiếc khăn tay trên bàn. Chấm, quá tốt rồi, sao lại đoán ra nhanh như vậy? Có phải vì được trang bị thêm bắp của lập trình viên không? Bạn tưởng rằng chỉ có khăn ướt mới có thể ăn thôi phải không? Thật ra ngay cả chiếc khay cũng được làm bằng đường. Bạn có đoán chúng không?